Liên quan đến vụ con trẻ mâu thuẫn, người lớn hỗn chiến khiến một người tử vong, như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã thông tin, tối 19 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Nhóm đối tượng gồm có Lương Duyên Doanh Phương sinh năm 1981, Lương Duyên Doanh Phước sinh năm 1985, em trai của Phương, Lương Duyên Nguyễn Trần sinh năm 1959 là cha của Phương, Trần Hoàng Khanh sinh năm 2004, Lê Quang Quý sinh năm 2003, Tô Minh Nhật sinh năm 2000, Huỳnh Thị Bích Dung sinh năm 1975 và Ngô Thị Tường Vi sinh năm 1980. Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 7, MLKD sinh năm 2007 là con gái của Dung chơi ở công viên Cây Mai thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ cũng đang chơi bóng đá tại đây. Trong nhóm trẻ này có MLDTN, con trai của Phương. Sau đó Dung nghe con gái kể lại nên đi ra rồi cự cãi thách thức với ông Phương. Ông Trần thấy vậy nên qua xin lỗi nhưng Dung không đồng ý và gọi điện nhờ Vi qua nói chuyện. Vi cùng Lê Quang Phúc sinh năm 2005, Lê Quang Tiến sinh năm 2001 và Trương Thanh Hà sinh năm 2001 đi tới công viên. Tuy nhiên, Phương đã đi về nhà nên nhóm này không gặp. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, em D ra công viên chơi thì bị Phương lấy dao tra dọa. Bé gái vội chạy về nhà kể với mẹ là Dung. Dung tức giận gọi nhờ Tiến giải quyết mâu thuẫn với Phương. Sau đó Tiến đồng ý rủ thêm Vi cùng với 8 người khác đến nhà Dung ở trong con hẻm đường Hồng Bàng, quận 11. Tới nơi, Vi đi qua chửi Phương, Phước, Trần dẫn tới mâu thuẫn thách thức đánh nhau. Nhóm Vi cầm hung khí xông vào tấn công ba cha con ông Trần. Nhóm ông Trần chống trả lại nhóm Vi dẫn tới nhiều người bị thương. Riêng Tiến bị đâm trọng thương và được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường. Hiện một số người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và đang chờ hồi phục để tiếp tục điều tra xử lý.